Yo, hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại cùng với Top Mobile Games. Và ngày hôm nay chúng ta hãy nói về phiên bản mới nhất Play of the Week của Martin Odegaard. Phiên bản này là một phiên bản nâng cấp rất nhiều so với phiên bản 97 mà có trong shop eFootball Point cũng một thời gian rất lâu rồi. Với phiên bản này thì anh em có thể thấy được rằng trận đấu vừa rồi thì Martin Odegaard có một cái bàn thắng. Và chúng ta thấy được những cái nhãn quan chiến thuật rất là hay của Odegaard. Thì về những cái cơ bản mà đã có sẵn ở những cái phiên bản trước, đó chính là về khả năng giữ bóng, dê bóng, xử lý trong không gian hẹp và cái low pass truyền ngắn rất là cao. Ở phiên bản này thì chúng ta được buff thêm cả chỉ số về dứt điểm finishing lên 85 rồi và rất ok với cái tốc độ cũng như là cái độ xoáy nó rất ổn định như thế này. Thì Odegaard khi đẩy lên được đá cao hơn sẽ có những cái pha dứt điểm cửa lòng nó rất là hay luôn. Ok, về mặt skill thì cũng rất đỉnh rồi. Mình sẽ để cho Odegaard ở trong cái video này ở vị trí AMF lệch phải để xem được rằng là cái khả năng điều tiết bóng cũng như là truyền trọt nó sẽ như thế nào. Let's go. Ok, chúng ta sẽ vào ngay trận đấu cùng với Martin Odegaard. Phong độ trận này phong độ không quá cả, nhưng mà mình nghĩ là cái đấy nó không có ảnh hưởng với cái chỉ số nó khá là ổn định của Odegaard. Thực tế để mà nói thì cũng không hẳn là một phiên bản mà chúng ta sẽ có thể là sử dụng để thoát ẩn xuất hiện ở trong vòng cầm. Odegaard thì luôn luôn bị ảnh hưởng bởi cái style đó chính là creative playmaker, thành ra là cái việc mà anh em đá kiểu châu bò hay là lao thẳng vào vòng cấm nó hơi khó một tí. Chưa kể đến là cái physical contact cũng không thuộc dạng cao, balance thì rất tốt rồi. Balance rất tốt để anh em xoay sở. Có những pha xử lý không gian hẹp là cực kỳ phê của mấy Odegaard. Thì đấy là cái điều mà mình nhận ra được ở trong cái phiên bản lần này. Và chắc chắn rồi, khả năng dứt điểm nữa là một cái điểm cộng trong cái phiên bản lần này. Thì anh em nếu mà bí quá cứa lòng của Odegaard cũng rất là ảo đấy, không đến nỗi là quá tồi đâu, nhiều khi nó còn ảo cơ. Có thể là trong tuần này là phong độ A nó đá rất là ngon, nhưng mà nói chung mình thấy là ảo hơn khá nhiều so với những vị trí AMF khác ở cái khu vực là cứa lòng. Rồi, trận đấu này thì mình nghĩ là mình cũng sẽ show full toàn bộ đi. Thì anh em thấy được rằng là nếu mà chúng ta đá theo cái kiểu là nó hơi giữ bóng một chút, hơi điều tiết một chút thì Odegaard sẽ thể hiện như thế nào. Và chắc chắn rồi, anh em thấy được rằng khi để vị trí AMF thì chúng ta sẽ không chạy lên quá nhiều, thường là sẽ nhận bóng trước, triển khai thế trận rồi bắt đầu di chuyển dần lên phía trên. Thì nếu anh em nào mà chơi phản công thì có lẽ là mình nghĩ anh em sẽ có nhiều sự lựa chọn khác hay hơn là Odegaard. Còn nếu đá theo kiểu kiểm soát bóng như mình thì ok. Kiểm soát bóng như mình thì chúng ta có thể tận dụng được rất tốt những cái điểm mạnh như là truyền trọt và giữ bóng của Odegaard. Nhất là xoay người. Và ví dụ như mà để cho đá ngoài lệch biên như thế này thì việc xoay người nó lại easy hơn rất nhiều. Đá ở giữa nhiều khi là nó bo nhanh quá, anh em sẽ bị đấm rất là nhanh. Mà không có physical contact ngon ấy, thì rất là dễ bị đấm ở khu vực trung tuyến, trung lộ. Là mình thấy là cũng không quá nhiều người là chơi Odegaard ở vị trí trung tuyến đâu, vị trí AMF đâu. Ở vị trí chính giữa kiểu anh em chơi cái chiến thuật như là 4-3-1-2 chẳng hạn, mà để một AMF ở giữa đấy thì hơi khó đá. Nó lùi này, cái cách di chuyển của cái style nó bị ảnh hưởng, hay lùi xuống này. Thì khi muốn phản công nhanh bật tam giác không có kịp, đá ngoài này nó sẽ hơi rất nhiều. Ây dồi, Odegaard bình tĩnh xử lý. Ôi, nếu mà chúng ta bình tĩnh hơn nữa, fake shot rồi dạt sang phải sang trái thì cửa lòng nó sẽ hay hơn. Mình lại đinh phải chuyền vào trong. Để nói chung là chúng ta có cái tố chất cái gì về khả năng điều tiết thế trận, nhạc trưởng của Odegaard mà. Là cứ phải chuyền đã là tính xong. Thì mình thích nhất là khả năng chuyền trọt của Odegaard, chuyền rất là dính chân luôn, rất là dính chân các vị trí xung quanh, các vệ tinh xung quanh. Và cảm giác là bóng đi qua được là chắc chắn là sẽ là một pha bóng, bóng cứ thoát được là nó sẽ là một pha bóng rất là sáng nước luôn. Rồi, anh em thấy không, bò rất chặt nên là mình phải đi về đã. Và cướp bóng mất rồi. Còn đấy, bò rất chặt và Odegaard cũng không thể thoát được. Rồi thì bạn đang có những cái cơ hội cho mình cũng được thôi. Mình sẽ chơi hơi phản công một chút trong cái kiểu đá này, bình tĩnh xử lý này anh em. Giữa nó rất thoáng này, nhưng mà để sang cánh đi thì bạn đông lắm, giữa đông lắm. Martinez khỏe lên sao vậy, căng thẳng thế nhỉ. Odegaard đi rồi, lùi rất hợp lý, dâng dần lên rồi. Đấy, chân trái chuyển rất chính xác. Abraham thì giữ bóng là cực kỳ tốt rồi. Ok, hợp lý đây anh em ơi, không có gì phải vội vàng nhá, mình đang là người kiểm soát thế trận. Đây rồi, Martinez đập xuống cho Havertz.
Đấy này, đánh đi. Ui dồi, Timber hay đấy, hay đấy. Ok, hiệp 1 thì chúng ta cũng chưa có quá nhiều những cái điểm đặc sắc. Nhưng mà anh em thấy được rằng là nếu chúng ta chơi chậm lại, Odegaard có thể tung ra cái đường truyền mà đạt được cái sự chính xác cao và giúp chúng ta luân chuyển bóng nó rất là dễ dàng, đặc biệt là trong các chiến thuật kiểm như là 4-4-2 như thế này. Thế về luân chuyển bóng nhẹ thì cái việc mà luân chuyển bóng đơn giản và nhanh chóng nó cũng khá là quan trọng. Ví dụ anh em đảo cánh thật nhanh để phản công bên cánh kia chẳng hạn, rất là hay luôn. Đấy thì đây cũng là một cái điểm rất hay của các chiến thuật 4-2-2-2 hay 4-4-2 như thế này. Rồi, được ra đây rồi anh em ơi, xử lý này. Ok, bình tĩnh thôi, giữa có người mà. Hai chân truyền cực kỳ ngon thì giữa đây rồi, Odegaard thoát xuống luôn rồi. Abraham là rất nhanh nhưng Odegaard đây là cái khả năng xử lý rất tốt của mình. Martinez làm gì? Ui, vẫn là Martinez, truyền xuống Abraham đi. Abraham dứt điểm. Ui, thủ môn đã rơi rất tỉnh táo trong pha bóng vừa rồi. Mình cứ nghĩ là team bạn sẽ bắt sang bên kia. Hóa ra là Donnarumma vẫn rất tỉnh táo. Odegaard chuyển vào trong, rất nguy hiểm này. Ui chào, không có ai để đánh đầu. Đường truyền thực sự là cực kỳ nguy hiểm, chưa kể đến khả năng có thể dứt điểm nữa. Để rồi, Odegaard đang thoáng này, bình tĩnh xử lý này, chuyển nhẹ nhàng cho Maldini này, phất xuống một đường cho Martinez này. Trời ơi, bóng đá đạt được cái sự đơn giản luôn, không có gì phải đá khó khăn gì ở đây cả. Anh em thấy được rằng là thực ra Matthew Odegaard cũng không có skill dê bóng quá nhiều như là dê bóng theo kiểu thực dụng trong mùa năm nay như là double touch hay là flip flap đâu. Nên là chúng ta cứ xoay đơn giản, xong tung đường truyền thôi, là những cái pha bóng nó sẽ đạt được cái cảnh giới mà cực kỳ đơn giản nhưng lại cực kỳ nguy hiểm. Đấy, một đấm chết luôn anh em ạ. Ok, Havertz này, không vội vàng này. Đây, Odegaard đâu nhỉ? Ui, Abraham trong tuần này đang A này rất là khỏe. Đây lại là Odegaard, có anh em nào lên không? Vẫn là Odegaard, cặp với cả Maldini ngoài cánh này thì chạy cực kỳ phê này. Lên rồi, vẫn là Maldini và Odegaard, không thể thoát được. Chuyền xuống, ăn rồi. Và có cho mình những cái pha bóng mà di chuyển hợp lý, nhẹ nhàng, không cần vội vàng. Với phiên bản này thì đó giống như là một phiên bản vừa có cái gì đó về sự hoa mỹ mà chúng ta cũng có được một cái gì đó về mặt tinh thần. Đá cứ như là một công nhân vậy, chạy rất là nhiệt tình. Odegaard, ui, dê bóng hơi rườm rà một tí xíu. Vợ phản công, nhưng cái vấn đề là có phản được hay không. Đây rồi, ui, cái gì đây, trời ơi. Phòng ngự đỉnh cao từ Beckham. Ok, thay người phát nhập, Felix vào đi, Smith Rossi vào đi. Ôi, bạn thoát rồi. Ok, và mình nghĩ chắc đó cũng là cái video rất nhanh thôi dành cho Martin Odegaard. Không ngờ là team bạn đã thoát mất rồi. Thì đánh giá chung thì đây là một phiên bản mà nâng cấp rất tốt so với phiên bản gần nhất của Odegaard. Chúng ta thấy được rằng những cái khả năng dứt điểm hay là khả năng giữ bóng và khả năng chuyền chọt vẫn là những cái ưu điểm thực sự. Và chắc chắn là nếu anh em để nó đá hơi lệch cánh phải một chút thì chúng ta sẽ đạt những cái hiệu quả cao hơn với những pha xoay người, xoay compa hay là những cái đường truyền đơn giản hiệu quả của Odegaard. Và cái đánh đầu cũng ok mà trồng biên cũng ok, thích thì băng vào dứt điểm cửa lòng cũng cực kỳ ok. Rồi, hy vọng anh em thích cái video cùng với Martin Odegaard này. Đừng quên là subscribe để tiếp tục tham gia game. Xin chào và hẹn gặp lại. Peace.